Ở đây cái nước mắm này đó các bạn, nó có nhiều cách làm đó, ví dụ mỗi người làm theo một cách. Thì có người người ta làm là một nước mắm ba nước ha, một nước mắm là ba nước à, một nước mắm thì nó khoảng hai đường, nó tùy theo cái cách của mỗi người làm. Nhưng mà ở đây thì tôi sẽ chỉ có bạn làm ha, ở đây làm ngắn gọn lắm. Ví dụ như là một nước mắm lưng thôi thì các bạn sẽ lấy một chén đường đầy như khoảng một chén nước đầy thì các bạn sẽ nấu lên ha. Đây là đường phải không? Đúng rồi, đường. Nó cái này nhiều quá không? Nhiều quá không? Nhiều quá. Lấy chén nhỏ thôi. Tại mình ăn đâu có nhiều đâu, nó nhiều quá phí. Chén nước mắm hơi lưng hơn chút rồi ha. Chén nước các bạn lấy đầy ra chút. Ít chanh chút xíu mình sẽ nặng cắt, các bạn cắt cà chua, các bạn cắt muối rồi mình để mình xào mình nấu luôn nha. Muối cao lắm. Đúng rồi. Cà chua. Cà chua. Cà chua. Cắt cà chua. Cắt nấu. Cắt nấu mà mẹ bị buồn lắm. Nấu nấu hoài. Một trái làm tư đi. Lấy cái nồi để nấu. Nấu cho nước mắm nó chín. Đúng rồi. Rồi, 8 cũng được. Rồi là 4 là làm 8 nát đó. Các bạn đi học cái này là, tức là cũng nhiều tiền cô chỉ là mỗi một người một cách làm, nên ví dụ như các bạn thấy cái nào mà ngon nhất các bạn lấy ha. Chứ còn không phải là ép là phải làm giống như vậy. Người nước mắm này là bắt buộc phải như này hả? Người nước mắm này bắt buộc phải như này, cái vị chấm này là nó chua ngọt, nhưng mà nó tùy theo cái loại nước mắm nữa các bạn. Ví dụ nước mắm này cái độ đạm nó khác, cái nước mắm kia nó độ đạm nó khác, nước mắm nọ nó độ đạm nó khác. Thì cái độ đạm nó khác thì cái độ mặn nó cao, nên nhiều khi mình cũng không hẳn là mình phải lấy giống nhau, giống như cái cách hướng dẫn này. Ví dụ như hôm nay hướng dẫn cho bạn là nước mắm gì đó, nước mắm này đi, rồi ngày mai các bạn làm nước mắm là của hãng khác đi, thì cái độ nó mặn nó khác đi nữa, thì nhiều khi mình